Hey, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ đây. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần chơi Minecraft thử thách sinh tồn trên đảo hoang. Và tình hình là mình mới vừa làm ở đây một cái con đường mòn nè các bạn. Đó, một cái con đường mòn dẫn vô phía bên trong ha. Đi vô cái hang động ở phía bên trong này nè. Đó, cái hang động này thì mình vẫn để y nó theo kiểu phong cách tự nhiên đó các bạn. Và dưới này thì mình cũng trang trí cái đường theo cái phong cách tự nhiên luôn ha, cho nó hợp với lại cái hang động ha các bạn. Và bên đây thì mình đã ốp cho mình cỏ rồi bạn, nhìn cho nó xanh xanh cho nó mát hơn ha. Và bên đây là cái farm bí ngô của mình làm trong tập trước nè, còn bên đây là farm dưa hấu ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra xem chúng ta đã có được, wow, gần 2 tấc bí ngô luôn bạn ơi, gần 2 tấc bí ngô ha. Còn bên đây thì dưa hấu nè, wow, trời ơi, dưa hấu thì có rất là nhiều ha. Dưa hấu là do nó đập cái hành từ miếng đó bạn, nhưng từ miếng cho nên nó nhiều hơn rất là nhiều ha, nhiều hơn bí ngô ha. Dưa hấu thì nó nhiều hơn bí ngô. Và bây giờ thì mình sẽ đi ra phía bên ngoài. Ở tập trước đó bạn, khi mà mình trao đổi với những anh dân làng để có được một bộ giáp kim cương lấp lánh này nè, thì mình trao đổi được 2 cái đầu dài với lại 2 cái quần. Thì các bạn hỏi mình đó là tại sao không đập nó lại với nhau để cho nó lên cái option là bảo vệ 3 đó các bạn. Thì mình không muốn đập vô, bởi vì khi mà chúng ta sử dụng cái đe đó bạn, để đập 2 món đồ lại với nhau á, để cho nó lên cái option cấp độ nó lên đó bạn, thì chúng ta sẽ mất điểm kinh nghiệm cũng như là mất cái đầu dài đó các bạn. Ví dụ như vậy ha, chúng ta sẽ đập lại nè, đó, bỏ nó dài ở trong này, bỏ nó dài ở trong này, thì chúng ta sẽ mất chi phí là 5 cấp độ, thì chúng ta sẽ lên được bảo vệ 3, nhưng mà mình sẽ mất đi một đôi dài đó các bạn, cho nên là mình không muốn đập vô, mình muốn là sử dụng cái đôi dài này nè, cho khi nào nó sắp hư thì chúng ta sẽ đập cái đôi dài này vô trong này, thì đôi dài của mình đó các bạn, nó trở lại y như mới mà chúng ta cũng sẽ có cái option là bảo vệ 3 luôn ha, như vậy thì nó sẽ tiết kiệm hơn, nó có lợi hơn cho mình đó các bạn, cho nên là mình sẽ cất vô trong này đi ha. Đó, ở trong này và kiểm tra anh nhân làng xem anh nhân làng lọt vô các bạn, anh ấy giảm giá cho mình, còn bây giờ thì không giảm giá nữa ha, có lúc giảm giá mà có lúc thì không, mình cũng không rõ lý do tại sao nữa. Bạn nào biết lý do tại sao anh ấy lúc giảm giá mà lúc thì không thì hãy để lại comment phía bên dưới nha. Mình á là mình chỉ biết là cho mấy anh nhân làng này biến thành zombie đó bạn, nếu như chúng ta có thuốc để chữa trị cho anh ấy á, thì chúng ta biến thành zombie thì anh ấy sẽ giảm giá rất là nhiều luôn á. Nhưng mà ở trong cái ngôi làng này các bạn, ở trong cái hòn đảo này đó, khi mà mình đi xuống địa ngục đó bạn, mình đã tìm rất là nhiều những cái pháo đài địa ngục. Như đã nói ở tập trước đó thì mình tìm rất là nhiều cái pháo đài địa ngục, nhưng mà không có cái pháo đài nào hết, không hoàn toàn trong cái phần chơi này không có cái pháo đài nào hết, cho nên chúng ta không thể nào chế tạo được cái bàn chế thuốc ha. Rất là tiếc trong phần chơi này luôn, cho nên có thể là mình sẽ không làm cái bàn chế thuốc trong phần chơi này được rồi. Và ở đây thì ở trong những tập mà mình xây dựng cái thư viện đó bạn, cái thư viện phía bên này nè, thì mình có bắt được những em mèo và đã hứa với những em ấy thì chúng ta sẽ làm nhà cho em ấy đó bạn, thì cũng lâu quá rồi chưa có làm, cho nên là trong tập ngày hôm nay mình sẽ thực hiện lời hứa làm nhà cho những em mèo ha các bạn. Nhà của em mèo thì mình đã chuẩn bị sẵn ở phía bên này nè, đó, một cái khu vực đó mình mới dọn dẹp ra, thì chúng ta có một cái vách núi thẳng đứng ha. Cái vách núi thẳng đứng này thì mình chắc là mình sẽ làm một cái căn nhà treo lơ lửng trên cái vách núi này bạn, đó, nằm ngang lơ lửng trên cái vách núi này đi ha, kế bên nhà của em chó. Em chó thì nhà ở dưới đất, còn em mèo thì chắc là làm ở trên cao một chút đi ha, bởi vì em mèo rất là thích leo trèo á. Và đây thì mình sẽ sử dụng gỗ vân sam đi ha. Wow, gỗ vân sam mình ít quá các bạn ơi, chắc là mình sẽ đi ra phía bên ngoài này để chặt thêm đi ha. Chúng ta sẽ chặt thêm mấy cây đi ha. Mình chặt mà bữa mình quên có trồng lại cho nên ở đây còn có một cây vậy. Wow, ở đây có một cây thôi bạn ơi, mình chặt hết cái gỗ này ha, để lát cho nó tàn xuống. Mình có rất là nhiều chồi non ở trong nhà đó, cho nên là cứ chặt thôi các bạn ơi. Khi nào có thời gian thì mình sẽ ra đây trồng thêm nhiều một chút ha. Và mình đã có được cho mình là 19 gỗ nè, bên đây còn một cây nữa nè, chặt luôn đi ha. Hy vọng chúng ta sẽ có được nhiều gỗ hơn. Cái điều này chặt cũng khá là nhanh hả bạn, do là nó có hiệu suất nè, wow, hiệu suất 4 luôn chứ đâu phải dạng vừa đâu. Đó, và bên đây thì chúng ta có được một cái chồi non mà nó vẫn chưa lớn lên nữa các bạn ơi. Ở bên đây chắc là dính vô cỏ này nè, đập cỏ bỏ đi, đó, nó sẽ lớn lên nè, ông ba la lớn lên, nó không có lớn lên các bạn ơi. Bỏ đây chúng ta lượm được cái chồi non nè, trồng xuống luôn. Và bên kia thì sao, bên kia thì có một cái chồi non luôn các bạn ơi, trồng lại luôn ha, nhặt lại và trồng xuống luôn để lát nữa thì mình có gỗ ha. Và bên đây thì anh nhân làng farmer đang làm việc của mình, wow, anh ấy làm việc rất là chăm chỉ, và kiểm tra xem, chúng ta có gần 2 tấc luôn bạn, ngon, anh ấy làm việc rất là tốt luôn. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại để bắt tay vào xây dựng thôi. Wow, ở đây có thêm cái chồi non nữa nè bạn, trồng đại xuống đây đi ha, chỗ nào trồng được thì cứ trồng thôi, lát nữa thì nó sẽ mọc lên cây, chúng ta sẽ có được cây ha, có được gỗ chứ phải có được cây. Ở đây thì mình sẽ xây dựng ở trên chỗ nào đây, ở tầm ngang chỗ này đi các bạn, đó, ngang chỗ này đi ha. Và chúng ta sẽ kéo ra cho mình làm bao nhiêu ô đây,
đây có là 3 ô đúng không, 4 và 5 ô đi ha, 5 ô đi các bạn. Và cách ra cho mình là như vậy đi, đó như vậy đi ha, và 2 là 3 nè, 4 nè, 5 ô đó, 5 ô ha. 5 ô thì ở phía bên trong thì chắc là mình sẽ làm cho mình một cái sàn đi, nhà trên này kiểu như nhà sàn luôn rồi đó các bạn. Đó, kéo ra phía bên ngoài này và kết nối nó lại qua phía bên này luôn. Ở ngoài bìa chắc là mình sẽ sử dụng một cái loại gỗ khác cho nó đẹp. Ở đây cả đi, đó. Ở phía bên ngoài bìa nữa bạn, sử dụng cái gỗ gỗ bonsai mình có rất là nhiều miếng gỗ này bạn, miếng gỗ cũng như là phiến gỗ ha. Đó, hai hồng mà xài luôn. Kéo ra phía bên ngoài này và lên phía bên trên xem. Ở trên này thì mình có cái đường bắt cua qua thôi các bạn ơi, nhảy qua thôi, đã nhảy qua phía bên này và đi ra phía đằng trước này. Ở phía đằng trước này để làm cho nó đẹp thì mình sẽ làm như vậy đi, đó, giả tạo như vậy ha. Ủa, ba cục gỗ mà cho ra được có bốn cục gỗ mà cho ra được có ba cục các bạn ơi, trời ơi, có chi phí ăn lời nữa, trời đất ơi. Ở đây ốp vô nè cho nó đẹp nè ơi, nó đẹp cái đầu cây của mình ha. Đó, đi xuống phía bên dưới nhìn xem coi nó như thế nào nha. Đó, ốp như vậy thì nhìn nó đẹp hơn ha các bạn. Mình để cái đầu cây chỉa ra như cái kiểu cây này đó thì nó hơi xấu ha, còn như vậy thì nó rất là đẹp luôn nè. Và chúng ta có nên ốp thêm một lớp nữa hay không? Đó, thêm một lớp thì ở trong này chắc là đập bỏ đi ha. Ở trong này bỏ đi. Ở trong này mình sẽ thay bằng gỗ xoài lên cho nó đẹp nè. Đó. Đó, ok. Và bây giờ thì mình sẽ lên phía bên trên để kéo cây cột lên phía bên trên để làm cái phần ở trên đó bạn. Ôi, à mình nghe tiếng. Ra thì bắn tôi hả? Bắn tôi nè. Và mình nhặt được cho mình mũi tên nữa và xương nữa ha. Ôi, phía bên trong tối quá trời luôn kìa. Mà mình không có đem theo đuốc. Ở trong này thì có thang nữa bạn. Thang thì lát nữa chắc phải lấy cái cuốc gia tài qua đào ha. Chứ đây mình không có đem theo cuốc gia tài, chỉ có mềm mại ha. Thôi, chúng ta tập trung vào chuyên môn của mình thôi. Ở đây thì mình kéo lên cho mình một cái cây cột đi ha. Cây cột ở đây nè. Đó, một cây cột ở đây. Ở phía bên ngoài mình chừa ra một ô để mà mình làm cái lan can đó các bạn. Còn ở đây thì mình sẽ kéo lên cho mình là hai ô thôi bạn ơi, hai ô thôi. Nhà của em mèo thì mình chỉ cần hai ô thôi ha. Hai ô là được các bạn ơi. Làm cao quá. Làm thêm bao đi, bao cho nó dễ ra vô. Mình muốn mình ra vô được các bạn. Nếu mà mình làm thấp quá thì mình không có ra vô được ha. Đi ra đi vô được á. Ở đây chắc là đặt bàn chế tạo ở đây đi. Chúng ta sẽ chế tạo cho mình những cái cầu thang nè. Đó. Thời có gỗ quá trời luôn các bạn. Nãy mình tưởng thiếu ha, cho nên là mình đi chặt thêm á. Nhưng mà thực tế thì mình có rất là nhiều ở đây. Và biến hết chỗ này luôn. Đó. Và trời tối rồi chắc là đi vô nhà đi ha. Ở đây thì lên một ô nữa nè. Thì ở đây mình sẽ bọc qua và xây dựng một cái nóc nhọn lên phía bên trên thôi. Rất là đơn giản hả bạn. Cái nóc nhọn này đã áp dụng rất là nhiều lần cho những ngôi nhà của anh dân làng rồi. Nhà của em mèo thì cũng phải tương tự như vậy thôi. Đó, và nhảy qua. Ghê chưa. Bắt cua bây giờ lên trình rồi bạn ơi. Lên trình rồi. Bắt cua chính xác vô ngay cây cột luôn, mới ghê chứ. Bình thường á, bữa bạn, mình nhảy một cái bẹp rớt xuống phía bên dưới luôn. Ở đây thì chúng ta có một cái ô ngay chính giữa nữa là ok nè. Đó, ở đây một cái đập bỏ đi. Đập bỏ đi, chúng ta ốp cái này xuống phía bên dưới. Đó, hy vọng mà nó sẽ ngay ha. Nó không có bị lợt đi như nhà em chó sói lần trước. Bị cái bạn phàn nàn quá trời luôn. Nó nói anh ơi anh xây lệch rồi, nhìn thấy ghê quá. Cho nên là mình phải sửa lại. Thì ở trong tập trước thì mình đã sửa lại rồi ha. Nhìn nó đã đàng hoàng và ngay ngắn hơn rồi. Chỉ có nhà của anh dân làng thợ nện đó các bạn. Thì nó lỡ bị méo cho nên là mình quyết định là để nó bị méo vậy luôn. Và Calatin ở dưới đông vậy. Ui, nó bắn mình các bạn ơi. À, tụi Calatin nó dám bắn mình kìa. Mình sẽ xuống dưới xử lý tụi nó, biết cho nó thế nào là lấy độ. Mày hả, mày chết mày rồi. Quá muộn rồi. Mọi thứ đâu quá trễ rồi. Hai con luôn hả? Chơi đi hội đồng nè. Chơi hội đồng với tôi nè. Chơi hội đồng nè. Chết chưa. Trời ơi, còn thằng nào nữa hay không? Còn thằng nào muốn kiếm chuyện nữa hay không? Mình đang xây dựng ngon lành các bạn. Tự nhiên nó lại nó bắn vô đít mình. Bực một cái té xuống phía bên dưới luôn chứ. Ở đây thì chúng ta nhảy qua luôn. Và như vậy là chúng ta còn có một cái phần ở phía bên đây nữa là xong rồi ha. Còn 5 cái nè, kéo qua chắc là cũng vừa đủ á. Ồ, vừa đủ luôn các bạn ơi. À, còn dư một cái hả? Còn dư một cái nè các bạn ơi. Dư một cái thì đục vô trong này một cái đi. Ao nó lủng hơi sâu xuống dưới ha. Ở đây còn một cái thì ốp như vậy luôn. Đó. Như vậy cho nó hết luôn hả bạn. Và mình có rất là nhiều cái cầu thang bằng gỗ xoài nè. Thì mình cũng sẽ kéo ra theo cái giềng ở phía đằng trước đó bạn. Cho nó đụng vô cái vách núi đi ha. Đó, cho nó đụng vô vách núi như vậy nè. Đó, cái căn nhà mà nó dính vô vách núi thì nó cũng phải có cái nóc đụng vô trong phần vách núi luôn ha. Và kéo hai bên thì chúng ta sẽ có một cái nóc nhà hoàn thiện luôn á. Ở trên này mình ốp những cái phiến vô nữa là xong nè các bạn. Đó, ok đó. Như vậy là chúng ta đã có được một cái nóc nhà rồi ha bạn. Đi xuống phía bên dưới nghiên cứu cái phần vách tường các kiểu rồi đã.
Ở đây thì chắc là mình sẽ dọn dẹp một chút đá, đất đá đi ha, để chúng ta có đường đi vô cho nó hợp lý, an toàn hơn nè. Ui, hơi khó đi vô ha. Chắc là mình phải làm cái cầu thang để đi vô ha. Cái cầu thang thì mình sẽ ốp như vậy nè. Đó, ốp như vậy đi vô nè. Đó, như vậy ha. Và như vậy thì chúng ta có cái cửa ở đây đúng không? Cái cửa ở đây thì mình cần phải có dép tường lên. Dép tường lên phía bên trên nè. Đó, bên đây một cái. Ở đây nó số chẵn ha. Nó số chẵn thì chúng ta sẽ làm cho mình theo kiểu lệch một bên đi cũng được. Ở đây nó số chẵn nè, đó. Và đây thì chúng ta có cái cửa đi vô đi ra ha. Và phía bên này thì mình có thể làm bằng luôn. Làm bằng rồi sau đó thì mình sẽ làm cho mình xuống một ô đó bạn. Ở đây thì chắc là ốp sao đi. Bây giờ thì mình sẽ trang trí trong này trước rồi đã. Ở trong này thì cũng đơn giản lắm. Kéo như vậy thôi. Và là một cái cửa sổ nhỏ nhỏ như vậy nè bạn. Đó, để nhìn ra phía bên ngoài ha. Cái cửa sổ thì chắc là làm bự một chút đi. Đó, ở đây số chẵn cho nên làm hai ô cho nó đẹp ha. Và chúng ta có những cái hàng rào này ốp vô trong này luôn. Đó, như vậy là đẹp. Đẹp hơn rất là nhiều luôn. Ở đây thì mình chỉ cần kéo bằng gỗ qua xoài vô nữa là được bạn. Đó, kéo gỗ xoài như vậy ha. Và ở phía bên ngoài này thì mình cần có những cái lan can. Cái lan can thì đây có luôn, kéo qua luôn. Đó, những em mèo sẽ có lan can đứng đây nhìn ra phía bên ngoài. Và thực tế là mình chứ không phải là mấy em mèo đâu các bạn. Ở trong này thì mình nếu mà mình sử dụng những cái cầu thang này thì sao? Cái cầu thang này thì nó sẽ có đẹp hay không? Đi ra phía bên ngoài kiểm tra lại các bạn ơi. Đi xuống phía bên dưới để kiểm tra lại ha. Nhìn ở phía xa xa coi nó đẹp hay không, ổn hay không. Wow, nhìn đẹp lắm các bạn ơi. Nhìn cũng được ha. Cũng ổn lắm đó chứ. Nhìn khá là ổn đó bạn. Như vậy là được rồi ha. Ở trong này thì mình cần phải trang trí các kiểu, ví dụ như là chắc chắn là phải đập cái này đi và ốp cái phần vách này lại cho nó bằng gỗ thì cho nó đẹp hơn nè. Ở đây thì chúng ta nhanh chóng ốp gỗ lại nè. Đó, ốp gỗ thì mình phải trang trí nhà cho em mèo cho nó lung linh đẹp một chút ha, bằng cách là sử dụng len màu đó bạn. Len màu để ốp cái sàn này ha. Còn ở trên cái tường này thì nó khá là bằng phẳng đó bạn. Chắc là phải cho một cái bức tranh nằm ở đây này ha, cho nó đẹp ha. Còn ở dưới này thì mình phải làm cho mấy em mèo của mình một cái chỗ để mà cái cửa chắc là phải về ở phía bên ngoài này rồi. Ở đây thì mình muốn làm cho mình cái chỗ ngủ cho em mèo đó bạn. Vậy là cái cửa thì chúng ta phải về ở phía này một chút ha. Đó, như vậy đi ha. Và ở đây thì mình cần có những cái tấm bảng á. Tấm bảng thì mình sẽ làm cho mấy em mèo tấm bảng. Chúng ta làm cho cái chỗ ngủ cho mấy em mèo luôn. Đó, tấm bảng ở đây. Đây, 9 cái luôn bạn. 9 cái ha. Tấm bảng thì mình sẽ làm như vậy nè bạn. Đó, đặt vô cái phiến thì em mèo sẽ ngồi ở đây nè ha. Và bên đây thì cũng có một em ở trong góc đi. Mỗi một em một góc đi là hợp lý luôn á. Đó, bên đây một cái. Rồi mình làm hai cái hả bạn ơi? Hai cái cho hai em mèo thôi ha. Và bây giờ thì mình sẽ làm cho mình một cái cửa ha. Cái cửa thì mình làm sao đi? Ở phía bên ngoài này thì mình sẽ làm cái cầu thang lên. Cái cầu thang đi lên nè. Đó, cầu thang đi lên. Và ở dưới này thì chúng ta sẽ ốp ra phía bên ngoài này. Và ở phía bên dưới này luôn. Ở phía bên dưới này cần loại bỏ bớt đất đi. Loại bỏ bớt đất đi để chúng ta sẽ kéo phần phía bên dưới luôn ha. Đó, như vậy nè. Kéo cái phần ở phía bên dưới này và quẹo xuống phía bên dưới nè. Mình muốn cho nó đi thẳng xuống phía bên dưới đó bạn. Cho nên là phá bỏ bớt ở đây đi ha. Đó, phá bỏ bớt ở đây thì chúng ta sẽ có một cái đường đi ra và đi xuống phía bên dưới. Ở dưới này thì có đất nè, ốp lại luôn. Rồi kéo như vậy nè. Đó, chỗ nào vướng thì mình sẽ đập bỏ đất đi hả bạn. Và có thêm những cho mình gỗ đi. Gỗ thì mình cần phải bấm vào một phát là xong luôn đó. Bấm lộn một phát là nó thành cái nút bấm hết là tiêu luôn á. Tay mình chuyển thêm một mớ đi. Một mớ bằng phiến đó bạn. Đây rồi, một mớ bằng phiến đây nè. Rồi, 30 mấy cái luôn. Rồi cái phần nào ấy á, thì mình sẽ ốp nguyên một block nữa bạn. Còn ở dưới này thì cái đoạn ở dưới này nếu mà mình làm bằng cái phiến á, thì nó sẽ lài ra rất là nhiều. Cho nên là chúng ta sẽ làm bằng cái cầu thang đi ha. Lên trên lại chế tạo thành một cái cầu thang đi. Chế tạo thành những cái cầu thang nè. Đó, chúng ta có nhiều nhiều một chút đi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ ốp ở phía bên dưới này. Ở phía bên dưới này bằng cầu thang thì nó sẽ tiết kiệm cái không gian hơn ở phía bên ngoài cho mình đó các bạn. Ở đây còn có một cục đất rồi ốp lại luôn. Đó, chúng ta có một cái cầu thang đi lên trên này và qua phía bên này. Ở đây thì mình có thể đập bỏ luôn, thay thế bằng bằng cái phiến vô trong này đi. Phiến vô trong này ha. Ở đây thì kéo đại ra như vậy thôi. Còn ở phía bên ngoài này thì mình sẽ ốp nguyên một block các bạn. Để chúng ta tạo cho mình một cái cầu thang hay cái lan can á. Cái lan can trên này cho nó đẹp. Và gỗ thì hết rồi, đổi luôn bạn ơi. Đổi hết cái mớ này đi ha. Chúng ta sẽ ốp ở đây. Đó, bọc cái dòng này luôn. Khá là tốn kém luôn á. Nhưng mà không sao, mình vẫn có đủ ha. Vẫn có đủ bạn ơi, đủ chi phí rồi ha. Và ở đây nó bị lỗi nè. Rõ ràng là tay mình cầm cục gỗ mà đặt xuống thì nó thành cục đất có cỏ luôn, mới ghê chứ.
Rồi, như vậy là chúng ta chỉ cần ốp cái lan can ở trong này nữa là hợp lý nè, đẹp nè. Trời ơi, ốp cho tới phòng phía này trong này luôn. Mỗi lần giật cấp đó các bạn thì mình nên là xây thêm một lên một cái nữa đi ha. Còn bên đây thì chỉ thêm một cái như vậy thì cho nó đẹp là được rồi. Còn ở phía bên ngoài này thiếu nè, thiếu nè, ốp vô luôn cầu thang nha, đó đẹp rồi đó các bạn. Ở phía bên này thì chúng ta cần có nên có cho mình thêm những cái block đi đó, những cái block như vậy cho nó đẹp, và chắc chắn là phải có lan can rồi. Lan can thì cũng ốp như phía bên kia thôi, để trang trí, mục tiêu chính là để trang trí thôi đó. Ở đây phải thêm cái phiến nữa rồi, ok đó bạn, đẹp rồi ha. Chúng ta có cái đường đi vô khá là đẹp vô trong này đó. Và đây hãy các bạn chế tạo, chúng ta sẽ lấy lại luôn. Và như vậy là chúng ta có thể dẫn những em mèo lên được rồi đó bạn. Nhưng mà trước khi dẫn mấy em mèo lên thì mình sẽ đi lấy len cái đã. Đi qua phía bên chỗ cái chuồng chuồng của mình để cắt thêm một ít len ha. Chúng ta sẽ nhuộm nó thành màu đỏ đi. Màu đỏ, chúng ta có rất là nhiều màu đỏ từ cái farm golem đó các bạn. Chúng ta có rất là nhiều hoa màu đỏ ha. Và ở đây thì mình có len màu trắng nè các bạn. Len màu trắng ha. Len màu trắng với lại len màu nâu. Len màu nâu thì... ở đây nè bạn, lên màu nâu có khá là nhiều ha. Màu nâu thì nó hơi tối, hơi sâu đó, cho nên là chắc là mình sẽ làm màu trắng với là màu đỏ thôi được rồi. Và đi cắt thêm lông cái nè, đi cắt thêm len ha. Mình sẽ đi cắt thêm len cụ nè bạn ơi, đi cắt thêm len cho mình một ít nữa ha. Thì bữa mình nhuộm nó thành màu nâu hết rồi, cho nên là màu nâu hơi là nhiều luôn á. Thôi thôi, màu nâu rất là nhiều luôn. Và ngoài ra có màu xám nữa nè. Trời ơi, quá nhiều màu nâu luôn. Và màu nâu thì mình có nhiều đó các bạn. Mình sẽ ghé qua để bán cho anh dân làng như kia ha. Anh dân làng ở trên này nè, anh dân làng trắng cừu hình như là mua len màu nâu á bạn. Mua len màu nâu nè, đó lấy ra luôn. Và trứng gà, trứng gà thì có ở dưới này đi, có cái cây kéo vô trong này luôn. Và bây giờ thì ghé qua nhà. À đúng rồi, mình sẽ ghé qua bên chỗ cái farm gà của mình để cho các bạn xem nha. Mấy farm gà bữa giờ treo ở bên mấy farm sắt đó bạn. Thì chúng ta đã có được bao nhiêu rồi? Wow, các bạn thấy ghê không? Ở trong này chúng ta có rất là nhiều thịt gà luôn, lông gà các bạn, thì nó nằm ở trong cái slot này nè. Hôm bữa nó bị full rương luôn, cho nên là mình đã phải dục bớt các bạn, dục bỏ bớt ha. Mình sẽ dục lông gà bỏ bớt đi, mình chỉ lấy cho mình thịt gà thôi. Thịt gà lấy hết đi các bạn ơi, full rương luôn rồi ha. Mình sẽ lấy thịt gà qua để bán cho anh dân làng phía bên này nè. Và trời tối rồi, trời tối rồi, chắc là mình sẽ đi về nhà ngủ rồi sau đó thì quay trở lại để trao đổi ha. Bây giờ chúng ta sẽ nhanh chóng đi lên để trao đổi với anh dân làng chăn cừu để chúng ta sẽ có được ngọc lục bảo. Ê da, ngọc lục bảo ở đây thì mình sẽ cắt bớt thịt gà cho trong này đi ha. Mình sẽ trao đổi lấy ngọc lục bảo nè, đó rồi. Mỗi lần trao đổi thì nó lên được có một chút xíu thôi à. Và mình sẽ lấy hết thịt gà trong này để trao đổi luôn. Wow, anh ấy vừa đúng lúc anh ấy khóa giao dịch là các bạn ơi. Ở dưới này thì mình có thêm trao đổi thịt bò nữa bạn, thịt bò sống với thịt cừu ha. Wow, anh dân làng thử mổ đó, giết mổ. Anh dân làng giết mổ đó các bạn. Thì anh ấy có mua thịt cừu nè ha, cũng như thịt bò ha. Vậy mà mình cứ tưởng là mấy anh ấy không có mua thịt cừu thịt bò, ai ngờ cũng có mua luôn. Hấp dẫn ha. Còn bên đây thì chúng ta có thể trao đổi lấy cho mình được len. Và trao đổi đúng có một lần thôi các bạn ơi. Hết mất tiêu rồi, hết len nữa các bạn ơi. Len khá là quý hiếm cho nên là thiếu rồi. Cho nên là mình đã có được, và sau một hồi giao dịch đó các bạn, thì mình đã có được cho mình 17 cục ngọc lục bảo. Rất là đơn giản luôn ha. Bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục ghé qua bên chỗ cái máy farm sắt của mình đi ha. Quá nhiều thứ để mà ghé qua để kiểm tra. Ở trên này thì chúng ta đã có được bao nhiêu sắt ha. Lần trước thì mình đã lấy sắt hết ra rồi. Còn bây giờ thì wow, chúng ta có được gần 4 sắt luôn ha. Mình sẽ lấy cho mình một vài bông hoa đi. Đó, một vài bông hoa thôi. Mình sẽ chuyển nó trở thành màu hết luôn, để mà mình nhuộm cái phần len của mình lên đó các bạn. Ở đây có cái bàn chế tạo nè. Mình sẽ nhuộm cho mình là như vậy nè. Đó, len nó bắt phải nhuộm như vậy mới chịu các bạn ơi. Ủa. Quên. Nó bắt mình phải chuyển thành cái phiến bạn ơi. Cái phiến ha. Và chúng ta cần phải có 9 cái. Nó cho 9 cái vào đây, 10 cái. Ra 12 cái luôn. Quốc như vậy luôn đi các bạn. Đó, 18 cái luôn ha. Mình sẽ làm như vậy nè. Đó, như vậy thì nó mới chịu cho mình nhuộm bạn ơi. Mình có nhuộm được 8 cái ha. Và đây thì dư hút nhuộm. Hút nhuộm dư chắc là mình dục bỏ đi. Đó, dục bỏ đi. Và mình sẽ chuyển cái mớ này thêm bằng len màu trắng đi. Chúng ta sẽ ốp màu trắng với xen kẽ với màu đỏ đi ha. Thì ở phía bên ngoài mình sẽ cho màu đỏ như vậy đi ha, cho nó chạy thành một cái viền đó. Và ở đây thì có một cái đường đi thẳng vào trong này đó. Khó hiểu, một cái hình gì đó rất là khó hiểu các bạn ơi. Và ở đây thì mình ốp màu trắng vô nữa rồi, ở đây luôn đó. Vậy là đẹp rồi ha, nhà của em mèo rồi đó. Bây giờ thì mình cần phải có một cái bàn chế tạo, thì mình sẽ đặt cái bàn chế tạo ở trong góc này đi. Bàn chế tạo, và mình sẽ chế tạo cho mấy em mèo một cái cửa nè. Trời ơi, một lần chế tạo được 3 cái cửa luôn.
Rồi sau đó thì chúng ta lấy bàn chế tạo. Bây giờ thì mình có thể dẫn mấy em mèo lên được rồi đó bạn. Dẫn mấy em mèo lên trên này ha. Nhà của mấy em mèo thì tạm thời như vậy là chắc cũng khá là ổn rồi đó. Mình sẽ dẫn mấy em mèo lên trước đi. Để coi chỗ nào chưa được á thì mình sẽ trang trí thêm. Ở đây thì đứng dậy đi em ơi. Đứng dậy đi, đứng dậy hết đi. Đứng dậy hết đi, chúng ta đã lên nhà mới. Thì mình có tất cả là 4 em mèo đó các bạn. Thì mình sẽ dẫn lên phía bên trên ha. Mấy em mèo này chạy rất là lung tung luôn á. Rất là lưng tưng lăng tăng nè. Rồi em mèo kia lại leo lên trên kia đứng là kiểu gì cũng đứng ở chảnh luôn đó các bạn. Lùa xuống rất là khó ha. Và lên đây em ơi. Mấy em ấy sẽ lên trên này và mình sẽ cho vô nhà. Có chịu vô nhà hay không à? Ôi chắc là em ấy ngại bạn ơi, thấy nhà mới lạ quá cho nên là không biết có nên vô hay không ấy. Thì mình sẽ đẩy vô một chút. Đó em mèo sẽ được đẩy vô trong nhà ha. Và đi vô trong này nè em ơi. À, em ấy chắc là bị dướng cái cửa này, mình sẽ tạm thời tháo cái cửa ra đi ha. Đó. Ôi tháo cái cửa ra. Wow, em ấy leo lên liền luôn bạn ơi. Em ấy rất là thích leo lên những chỗ cao cao có cái phiến ha. Rồi, mới vừa đẩy vô là leo lên chỗ nằm liền. Ở đây thì mấy em mèo này tại sao vậy? Mấy em mèo này sao tại sao không đi theo mình? Đó mấy em mèo không chịu đi theo mình các bạn ơi. Mấy em mèo bị sao á, cho ngồi xuống đi ha. Cho ngồi xuống đi. Đó, mình sẽ đẩy ra phía bên ngoài, chắc là bị kẹt trong này hay gì đó. Không nhìn thấy mình hay sao đó. Rồi, bị kẹt luôn hả bạn ơi. Còn em mèo này trên này thì đi xuống đây em ơi. Em ấy bắt đầu đi theo mình rồi các bạn ơi. Đi theo mình mà rất là thích leo lên những chỗ cao cao. Rồi sao lại chui bên đó luôn vậy? À mấy em mèo bị cái gì đó các bạn ơi. Tự nhiên đi qua phía bên này là chui vô đây luôn ha. Mình đẩy ra một chút cái đã. À có zombie trong này hay sao đấy. Mình sẽ cho ngồi xuống. Mình nghe có tiếng zombie ở đâu trong. Ủa mà trong nhà anh thợ nện làm gì có zombie? À anh dân làng đang nói chuyện với mấy em mèo. Hình như là anh dân. Mấy anh dân làng này có sức hút với mấy em mèo hay sao đó bạn. Dẫn qua tới đó thì lại đứng đây luôn rồi. Rồi mấy em mèo này giờ không chịu đi là làm sao đây. Mình sẽ đẩy đi các bạn ơi. Đẩy đi ha. Đẩy đi lên trên này. Và sẽ cho em ấy đứng vậy thì sao. Em ấy có đi theo mình hay không. Lên trên này nè em. Ơi em ơi lên trên này em ơi. Rồi dẫn mấy em mèo đi rất là khó luôn bạn ơi. Trong phần chơi. À được rồi. Rồi lại chạy xuống phía bên dưới nữa rồi. Chắc là do nhìn thấy anh dân làng đó các bạn ơi. Cho nên là chạy xuống phía bên dưới ha. Ở trong phần chơi 1.14 đó các bạn thì mình dẫn đi rất là dễ luôn. Mình bay ra chỗ cái máy farm gipper á là một cái tè le ra tới ngoài đó luôn. Còn ở đây là chắc là do mấy anh dân làng nè, ảnh hưởng bởi mấy anh dân làng đó các bạn. Cho nên là mấy em mèo chạy lung tung ha. Bây giờ mình sẽ cố gắng đẩy lên phía bên trên này. Tách xa ra khỏi anh dân làng các bạn. Hy vọng là mấy em mèo sẽ không nhìn thấy nữa ha. Và ở đây thì rồi bị kẹt luôn rồi bạn ơi. Thì mình sẽ cố gắng cho đứng dậy. Đứng dậy một cái thì lại chạy xuống phía bên dưới rồi. Lên đây nè em ơi, lên trên này đúng rồi. Đừng có đi xuống dưới nữa. Đừng có đi xuống dưới nữa em ơi. Lên trên này. Đúng rồi, một em mèo đã lên trên này rồi các bạn ơi. Và em này thì bên đây đi, đừng có giành giật nhau. Đó. Em mèo đã lên đúng chỗ của mình, như vậy là chúng ta có hai em mèo hai bên rồi các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn ha. Hai em mèo sẽ làm chủ nhà ở trên này, còn hai em mèo với bên dưới nè các bạn. Chắc là mình cũng sẽ tranh thủ đẩy hai em mèo này lên luôn đi chứ. Hai em mèo đứng đây rất là tội nghiệp mấy em ấy luôn á. Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái xô nước này. Sử dụng cái xô nước này làm biện pháp mạnh. Thì trước đó thì mình cần phải chặn đất lại ha. Chặn đất lại như vậy nè. Để cho nước nó không có chảy tầm lum đó các bạn. Đó vậy ha. Và ở đây thì đổ nước cho mấy em mèo thì có sao hay không. Đó mấy em mèo chơi ra phía bên ngoài đó bạn ơi. Chơi ra phía bên ngoài như ý của mình rồi ha. Và bây giờ thì mình có thể cho mấy em ấy ngồi xuống đi. Em này đã ngồi xuống thì mình sẽ đẩy lên phía bên trên. Hết sức cẩn thận đẩy lên phía bên trên ha. Đó, đi lên cầu thang được rồi là xong rồi đó bạn. Là ổn ha. Mấy em mèo này không chịu đi theo ý mình cho nên là mình bắt buộc phải đẩy như vậy nè. Đó. Trời ơi, khổ sở chưa. Đúng ra nếu mà mấy em mèo đi theo mình đó bạn, mình chỉ cần đẩy lên một cái là xong rồi, đâu cần phải khổ sở gì đâu. Trời ơi. Ở đây thì cho đứng lên được rồi đó các bạn. Dẫn ở trong này ha. Và vô đây đi em ơi, đừng có ngần ngại gì hết. Tại sao vậy? Em ấy không chịu đi vô. Đó, đi vô rồi bạn ơi. Đi vô và mấy mèo này có xu hướng là lên, hít lên ở trên những cái bờ phiến đá, phiến gỗ ngồi đó các bạn. Cho nên là mình sẽ đập chỗ này ra đi ha. Đập chỗ này ra để thay thế bằng những cái phiến vô luôn. Cái phiến ở đây là cái chỗ mà cái ghế dài đó bạn. Một cái ghế dài ha. Ở đây thì đập bỏ đi. Đập bỏ đi và thay vô đây thì sẽ là một cái phiến dài. Ở dưới này mà mình thôi được các bạn ơi. Mình tính là bỏ cái phần len này đi. Chắc là bỏ phần len này đi ha. Bỏ cái phần len này để mà mình thay thế bằng những cái phiến vô thì nó sẽ hai phiến bằng cái cửa này vô nè bạn. Nhìn thì nó sẽ đẹp hơn cho cái chỗ ngồi của mấy em mèo ha. Và mình sẽ đẩy qua phía bên này một chút. Đó. Mỗi một em một ô ha. Rồi ở đây thì cái thảm thì nó hơi tầm lum tầm la nè. Cái thảm thì
Chắc là bỏ đây luôn đi, bỏ đây luôn đi. Rồi chừa lại một cái ô ở chính giữa thôi bạn ơi. Chừa lại một cái sọc ở chính giữa thôi là được ha. Vậy là chúng ta có màu đỏ thôi là được ha. Không có cần tới cái màu màu trắng đâu. Màu trắng thì lắp vô nhìn nó dư dư làm sao á. Còn bây giờ thì chúng ta còn một em mèo nữa. Em mèo đứng dưới này nè. Thì mình sẽ nhanh chóng đẩy lên phía bên trên luôn ha. Rồi ok, như vậy là sau một hồi đẩy đó các bạn thì mấy em mèo cũng đã lên rồi ha. Và mình đã ốp thêm phía bên đây một cái chỗ để mấy em mèo ngồi các bạn. Sử dụng cái phiến, bởi vì mình thấy mấy em mèo rất là thích ngồi trên những cái phiến. Cho nên là mình đặt cái phiến gỗ xuống cho mấy em ấy ngồi lên ha. Mình có là ba em mèo màu nâu nè và một em mèo màu vàng ha. Bây giờ thì mình sẽ đập cái cửa xuống đi. Đặt cái cửa xuống nè. Cái cửa thì nằm ở phía bên ngoài đi. Đó, như vậy cho nó đẹp ha. Và chúng ta có thêm cá sống ở đây nè các bạn. Có cá sống ở đây thì mình sẽ cho em mèo này ăn trước đi. Hy vọng là em ấy sẽ sinh sản ra cho mình. Sinh sản ra đi em ơi. Sinh sản. Đó, chúng ta đã có thêm một em mèo màu vàng rồi đó. Và bên đây thì cho hai em mèo ngồi đây đây đó. Cặp tình nhân của chúng ta ngồi ở đây. Và em mèo con cho ngồi ở đây luôn các bạn ơi. Chỗ này hơi chật. Và mấy em mèo thì bên này, hai em mèo bên đây cũng ăn luôn đi. Đó, để không mấy em ấy lại ghen tị đó các bạn. Đó, chúng ta sẽ cho ngồi xuống liền. Và chúng ta có mèo mèo nâu các bạn ơi. Cho cái con mèo nào nó ăn trước đó các bạn thì em mèo đó sẽ sinh sản ra ha. Ví dụ như mình cho mèo trắng ăn nè, mèo vàng ăn nè các bạn. Với cộng với mèo nâu thì sẽ cho ra con mèo vàng ha. Còn nếu là cho mèo nâu ăn trước á, rồi sau đó cho con này ăn á thì nó sẽ tạo ra con mèo nâu. Nói chung là chúng ta muốn con mèo nào sinh sản ra con mèo baby nào á thì cho cái con mèo baby đó nó ăn là ok thôi. Khá là lằng nhằng ha các bạn. Nhưng mà nó đơn giản là như vậy thôi. Và ở dưới này thì mình sẽ dọn dẹp bớt đất đi ha. Cũng như là vô trong nhà đi ngủ gáy. Chúng ta kiểm tra xem. À đúng rồi, mình cần phải làm cho mình những cái tấm bảng nữa bạn ơi. Mình sẽ đi ngủ cái ha. Mình sẽ làm cho những cái bức tranh cũng như là những cái ô vật phẩm đó bạn. Trang trí cho nhà của em mèo ha. Bức tranh và ô vật phẩm thì đây mình có đồ lung tung quá nè. Mình sẽ cất đồ vô trong này cái đã. À tranh vẽ đây nè bạn ơi. Tranh vẽ là bằng cái len cù ha. Cho nên là chúng ta có thể làm được một cái nè. Và có ô vật phẩm nữa bạn ơi. Mình kiếm thêm cho mình hai cái ô vật phẩm nữa ha. Để bỏ hai con cá vô trang trí cho nhà con em mèo đó. Cái ô vật phẩm ở đây nè các bạn ơi. Mình có thêm cho mình hai cái đi ha. Wow, vừa đủ hai cái luôn bạn ơi. Vừa đủ hai cái luôn ha. Ở đây thì mình sẽ cất đồ vô cái đã. Đó. Cái cửa này thì cất vô đi. Rồi, mỗi lần làm một cái cửa đó bạn, bây giờ chúng ta có dư tồn kho tới 7 cái cửa luôn. Kinh khủng rồi ghê không. Và ở phía bên dưới này thì xuống trên dưới này để kiểm tra xem mấy anh dân làng làm việc. Ở lần trước đó bạn thì mình cho mấy anh dân làng bánh mì đó bạn, bây giờ thì đã sinh ra thêm cho mình một đội ngũ dân làng hùng hậu ở dưới này luôn rồi nè. Thôi mấy anh dân làng bị phơi thuốc các bạn ơi, bị phơi thuốc cho nên là say kìa, xây dòng trò chơi xây dòng rất là thú vị luôn. Bây giờ thì mình sẽ lên trên để tiếp tục trang trí cho nhà em mèo thôi. Nhà em mèo thì nhìn cái góc này qua thì cũng rất là đẹp rồi ha các bạn. Mình chỉ cần trang trí cái khung tranh vào trước đi, lắp cái khung tranh vào trong này trước cái đã, lắp ở ngay chính giữa này bạn. Ơ nó sao nó lệch một bên ha. Nó cái khung này nó là số chẵn mà cái tường của mình là số lẻ, cho nên là nó lệch một bên thấy kỳ quá à. Cho nên là mình sẽ chặn lại ở đây cái đã. Chặn lại ở đây, ví dụ chặn lại ở đây thì sao? Ê, lộn hàng. À, cái khung tranh này nó toàn là số chẵn không hả bạn ơi? À, nếu mà muốn đẹp á thì mình phải làm hai cái hai bên thì nó sẽ đẹp hơn á. Và đây thì mình còn len nè bạn. Mình sẽ đặt cái bàn chế tạo ra để chúng ta sẽ chế tạo luôn ha. Chế tạo cho mình thêm một cái khung tranh. Cái khung tranh hồi nãy là mình nhớ công thức là như nào quên mất tiêu rồi. Cái khung tranh đây rồi. Cái khung tranh dễ các bạn thì cần có những cây que ha. Cây que thì chúng ta dễ dàng làm bằng cách này có được nè. Đó. Như vậy là chúng ta đã có được cái khung tranh rồi đó. Bên đây thì mình sẽ lấy lại. Chúng ta sẽ làm cho mình một cái khung tranh ở phía bên này. Wow, cái đầu con quy đờ ha, nhìn thấy ghê quá vậy. Bên đây thì con nhện, không được. Bức tranh nào đó phải thân thiện. Ủa sao hai bức giống nhau quá vậy? Ở bên đây là bức tranh gì đó cũng không rõ, mà bên đây thì cũng không biết bức tranh gì. Nhưng mà nhìn đỡ hơn cái đầu lâu hồi nãy các bạn ơi. Và ở phía bên ngoài này thì mình có thể trang trí bằng những cái con cá các bạn, những ô vật phẩm, những con cá ha. Để chúng ta nhìn vô thì biết được ở đây là một cái chỗ cho mấy em mèo ha. Bên đây nè, đó. Và mình sẽ bỏ cá sống vô. Đó, bên đây một cái, bên đây một cái. Thì mình có thể sử dụng cá khác đi bạn, một loại cá khác ha. Mình sẽ đi xuống phía bên dưới qua vô trọng cái chỗ farm cá của mình đó, chỗ câu cá của mình đó bạn, để lấy ra một cái loại cá, ví dụ như cá hời chẳng hạn, con cá mà như cá nóc á. À, cá nóc thì phải, như là cá nóc. Mình kiểm tra lại tên xem chúng ta có đây nè bạn. À, cá nóc này ha, cá nóc cho nó đẹp đó. Chúng ta lấy cá nóc và cá hồi sống nữa nè. Cá hồi sống thì cũng đẹp nhưng mà cá nóc thì mình thấy nó đẹp hơn các bạn, nó chia ra thì nó nhìn nó đẹp hơn ha.
nó đẹp hơn cái con cá hồi. Và ốp cái con cá hồi vô nữa là xong liền. Và cái lan can hồi nãy mình đập ra đó các bạn, thì mình cũng nên ốp lại luôn ha, chứ không là mấy em mèo sẽ té xuống phía bên dưới đó. Mèo mà nó té các bạn ơi. Rồi, xong rồi đó các bạn. Như vậy là ổn rồi ha. Bây giờ thì ốp lại. Ôi, ở đây chứ. Đem ở phía bên này nè, cái cầu, cái lan can. Rồi, ở trong này thì mình nên cắm đuốc cho sáng lên cái đó bạn ơi. Wow, mình không có đem theo đuốc ở đây, cho nên là chúng ta phải chạy vô trong nhà để lấy. À, mình hình như là mình còn than ở trong cái lò nung thì phải. Ở trong này có, đúng rồi, đây nè bạn. Ở đây thì mình có nấu xương rồng lên bạn, làm thuốc nhuộm á ha. Sắp tới thì có cần thì mình sẽ nhuộm. Còn đây thì chế tạo thật là nhiều luôn. Chúng ta có 24 tính nói 42 rồi các bạn ơi, nhưng mà chỉ có 24 thôi. Ở đây thì mình sẽ trang trí từ ở dưới lên ha. Đó, cái lan can cầu thang thì cũng phải hấp sáng lên nó mới đẹp. Đó, trong này luôn. Và bên đây thì cũng hấp sáng ở đây đi. Đó, hấp sáng bên này một cái. Và bên cái góc này thì phải có một cái nè. Rồi, đi vô phía bên trong này thì mình sẽ cắm cái đuốc ở chính giữa nè bạn. À, mình sẽ leo lên những cái block và lắp lên phía bên trên nè. Đó, như vậy là xong ha. Tạm thời trong này đã được sáng rồi ha. Ở phía bên dưới này thì cắm đuốc ở đây nữa. Ở đây luôn. Và ở phía bên ngoài thì có hai cây đuốc hai bên nữa là đẹp trai liền. Quá đẹp trai luôn các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ đi ra phía bên ngoài ha. Ngắm nhìn lại lần cuối. Ở phía bên dưới này thì mình sẽ ốp đất thêm đi ha, cho nó che lại phần đá cho nó trở nên đẹp hơn nè. Đó, và cho nó ra thêm một cách tự nhiên nào đó thì nó sẽ xanh xanh ở dưới này bạn. Nó sẽ mọc cỏ lên và nó sẽ xanh xanh trở lại thì nó sẽ đẹp hơn đó ha. Đó, rồi, ok, như vậy là được rồi đó bạn ơi. Sắp tới thì cỏ nó dưới này bạn, nó sẽ mọc lên phía bên trên là nó sẽ xanh lại thôi ha. Và chúng ta lại tiếp tục đi ra phía bên ngoài để ngắm nhìn xem. Wow, rất là đẹp luôn hả bạn. Ok, như vậy là trong tập ngày hôm nay đó các bạn, chúng ta đã hoàn thành được căn nhà cho em mèo như đã hứa ở trong những tập trước rồi ha. Những em mèo của chúng ta đã có được một căn nhà rất là ấm áp. Còn bây giờ là do thời lượng video cũng khá là dài rồi các bạn ơi, cho nên là mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy hết cái video này của mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like và một share cho video. Còn bạn nào chưa có đăng ký kênh đó thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để trong tương lai khi mà mình đăng cái video mới lên đó các bạn sẽ nhận được những cái thông báo để mà vào xem ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Bye bye.